Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin tỷ phú đô la Vượng Vin đói quá cào cấu lung tung. Núi đô sau anh Vượng lại đói vậy. Không phải ngẫu nhiên mà tin đồn về lệnh cấm xuất cảnh đối với ông Phạm Nhật Vượng bùng lên rồi là bị ém xuống rồi lại tiếp tục bùng lên. Dù cho báo chí và công an đưa ra để giải thích như thế nào thì người dân vẫn không hề tin chuyện đó. Cuối cùng thì báo chí đồng loạt đưa tin ông Vượng đã sang Nhật ký hợp đồng với công ty của Trung Quốc chuyên sản xuất pin điện. Điều đáng nói là báo chí chỉ tung đúng một hình ảnh và trên tấm ảnh đó không có cơ sở nào cho thấy ông Vượng đang ở Nhật cả. Như các báo trong nước đăng tin và Thời Báo.de đã từng phân tích, ông Phạm Nhật Vượng đã dùng công ty VMI để lùa gà cho VinHomes, dùng báo chí để lùa gà cho VinFast. Đấy là dấu hiệu cho thấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đang đói vốn là có thật. Và rất có thể tin đồn về việc ông Vượng bị cấm xuất cảnh cũng dựa vào tình hình kinh doanh rất ảm đạm của tập đoàn Vingroup. Đây là hình ảnh clip trên trang Facebook Lạng Thịnh Nguyễn. Vào ngày 23 tháng 11, trên trang Facebook Lạng Thịnh Nguyễn có đăng một clip. Nội dung đoạn clip này cho thấy các khách hàng của Vingroup đang biểu tình phản đối hình thức trấn lột của tập đoàn này đối với khách hàng của họ. Nội dung status đi kèm clip như sau. Vụ này hơi lạ, giả dụ khu này 1.000 căn hộ, mỗi hộ 9 triệu thì chỉ có 9 tỷ đồng, con số quá nhỏ so với dự án và tầm của Vin. Cũng nhân vụ này nhớ lại, thời mới quá độ lên chủ nghĩa xã hội, người dân thường vẫn có thể có bò để nuôi riêng, tức là không vào hợp tác xã, nhưng muốn đến cánh đồng thì phải cõng bò đi qua chứ không được đi trên con đường của xã. Nghe kỹ trong clip thì được biết rằng một người biểu tình nói lớn, mua nhà xong bây giờ bắt đóng tiền đường 9 triệu một tháng, 9 triệu mới cho vô, không có 9 triệu là không cho vô. Bán nhà, Vingroup bán luôn cả đường, đang lúc này chắc đói quá rồi, cào cấu lung tung. Trong clip có rất nhiều khẩu hiệu phản đối, nội dung có khẩu hiệu là Vingroup chiếm đoạt tài sản của cư dân, Vingroup đè đầu cưỡi cổ cư dân, Vingroup lừa đảo khách hàng, Vingroup mang con bỏ chợ, rồi Vingroup trả lại đường cho dân cư, Vingroup trả lại quyền kinh doanh tự chủ cho dân cư, rồi Vingroup xây nhà kém chất lượng, vân vân và vân vân. Đây là hình ảnh các khẩu hiệu của cư dân VinHomes tố cáo. Đấy là những gì chính khách hàng của Vingroup đã phản ánh, cách móc túi cư dân của Vingroup là một minh chứng cho thấy Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng đang có vấn đề hết sức nghiêm trọng. Như Thời Báo.de đã phân tích ở những bản tin trước đây, hiện nay VinFast đang đốt tiền và VinHomes thì đang tìm cách cậy ra tiền để đưa cho VinFast đốt tiếp mà không cần biết hậu quả. Không biết rằng VinFast sẽ đốt bao nhiêu tiền nữa thì mới đủ, nhưng hiện nay cho thấy VinHomes đã vét tiền cư dân bằng nhiều cách, đã và đang làm cho bà con cư dân của VinHomes bất bình và rất có thể uy tín của Vingroup sẽ giảm sút nghiêm trọng trong thời gian tới. Ông Phạm Nhật Vượng đang là tỷ phú đô la, là người giàu nhất của Việt Nam hiện nay. Cách kinh doanh vét tiền của khách hàng cho thấy Vingroup đang khát vốn thực sự. Hiện nay, thị trường trái phiếu doanh nghiệp đang bị siết và hàng loạt đại gia bất động sản đã vào tù. Việc ông Phạm Nhật Vượng tránh né huy động vốn ở thị trường trái phiếu trong lúc này cho thấy ông Vượng đang sợ ông ta cũng bị sẩy chân như Đỗ Anh Dũng, Trịnh Văn Quyết và bà Trương Mỹ Lan. Đây là hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng đang vét tiền từ nhiều nguồn khác nhau. Có người chỉ cho rằng Vingroup là doanh nghiệp thuộc loại quá lớn, chính quyền không thể để nó sụp đổ được. Điều này cũng có thể đúng. Tuy nhiên, quá lớn như Vingroup mà đang gặp vấn đề về kinh doanh, đang đói vốn và khả năng sinh lời kém, thì rất có thể Vingroup sẽ trở thành mối họa cho nền kinh tế của Việt Nam. Bởi khi Vingroup càng lớn, nó càng tàn phá nền kinh tế khủng khiếp hơn. Cho nên nếu tình hình kinh doanh và doanh nghiệp tiếp tục ảm đạm thì rất có thể cũng sẽ đến lúc người ta phải cho nó sụp đổ, nhằm tránh thiệt hại nặng hơn với việc tiếp tục nuôi dưỡng nó. Lớn như Vingroup mà một khi đã lâm bệnh thì khó mà gượng dậy. Càng gượng nó càng đè cho nền kinh tế Việt Nam lún sâu xuống khủng hoảng nhiều hơn. Và nếu tình trạng như thế này tiếp tục duy trì thì chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng phải ra quyết định chọn một trong hai: cứu Vingroup hay cứu nền kinh tế Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin răng lưới Hà Nội và Đồng Nai, ông Trọng sẽ tóm mài. Mới đây, cụ thể là ngày 18 tháng 11, ông Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đưa hai dự án, một ở Hà Nội và một ở Đồng Nai vào diện theo dõi đặc biệt. Hai dự án đó là dự án tổ hợp công trình hỗn hợp, thương mại, dịch vụ, khách sạn, nhà ở, trường học ở số 423 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và vụ việc sai phạm tại công ty cổ phần đầu tư EDG Đồng Nai và việc sai phạm xảy ra tại dự án khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng đang giăng lưới. Sai phạm về quy hoạch tại Hà Nội rất nghiêm trọng từ thời ông Nguyễn Thế Thảo. Hồi đầu năm nay, ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng của Việt Nam đã cho thanh tra những sai phạm của chính quyền ở thành phố này. Lần này, ông Trọng xua Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng ra tay, thì xem ra sẽ có rất nhiều quan chức tại Hà Nội phải toát mồ hôi hột. Những sai phạm tại Hà Nội đã quá nhiều và quá rõ ràng. Điều đang nói là người dân không đồng tình với hành động băm nát quy hoạch tại đô thị, để rồi Hà Nội hết đất cho cây xanh và trường học. Nếu ông Trọng soi các dự án xây dựng Hà Nội thì tất cả các sai phạm quy hoạch sẽ lòi ra. E rằng những người liên quan từ thời ông Nguyễn Thế Thảo làm chủ tịch cũng cảm thấy bất an. Không biết ai ở Hà Nội sẽ lọt vào tầm ngắm của ông Tổng Bí thư đây đang là câu hỏi đặt ra. Lại nói về Đồng Nai, có thể nói tỉnh này đã bị ông Tổng cho đánh mạnh nhất với mẻ lưới gọc mang tên AIC đã làm ngã gục cựu bí thư và chủ tịch Đồng Nai. Tuy nhiên, đấy là những quan chức đã hạ cánh, còn những quan chức chưa hạ cánh thì sao đây? Các quan chức ở tỉnh Đồng Nai, kẻ thì chạy trốn sang Mỹ như cựu giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Phạm Quang Sáng vẫn đang bị truy nã, và ông Tô Lâm đang tìm cách hợp tác với Mỹ để dẫn độ về Việt Nam. Người không chạy trốn mà lại nghĩ là đã hạ cánh an toàn, thì ông Trọng cho họ thấy rằng hiện nay đã hạ cánh thì chưa chắc đã là an toàn. Có mà chạy đằng trời. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng cho răng lưới tại Đồng Nai. Vào ngày 15 tháng 12 năm 2020, ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ngửi thấy mùi chẳng lành và đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần đầu tư EDG với số tiền là 540 triệu đồng vì hành vi chiếm đất để sử dụng trên thực địa mà chưa hoàn thành các thủ tục giao đất. Tuy nhiên, những cách hành xử phạt này bị Trung ương cho là phạt chiếu lệ nhằm chạy tội. Việc ông Nguyễn Phú Trọng đưa dự án khu dân cư Tân Thịnh vào diện theo dõi đặc biệt chính là Trung ương muốn ra tay xử lý quan chức tỉnh này đã để xảy ra sai phạm, chứ không hẳn là nhắm vào doanh nghiệp. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng đánh vào doanh nghiệp với mục đích là lần ra sai phạm của quan chức. Đó là ý đồ của Nguyễn Phú Trọng. Thực tế, nếu không có sự tiếp tay hay làm lơ của quan chức chính quyền, thì không có doanh nghiệp nào dám lộng hành cho được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Có vẻ như những quan chức đương nhiệm ở tỉnh Đồng Nai đang bị đưa vào tầm ngắm thật. Không biết rồi đây ông Nguyễn Phú Trọng sẽ cho khui ra sai phạm của ông nào nữa đây. Tại Đồng Nai, ngoài vụ án rất nổi trội, đó là vụ án AIC, thì còn rất nhiều vụ án khác và có thể là có vụ liên quan đến đất đai. Đồng Nai chính là quê hương của ông Lê Hoàng Quân, ông Trọng cho đánh từ cựu quan chức cho đến những người còn đương chức. Thì có lẽ ông muốn dọn sạch những ai mà ông cho là rác rến tại Đồng Nai. Họ phải bị dọn đi. Tại Hà Nội và Đồng Nai, lưới đã giăng, không biết con cá lớn nào sẽ dính lưới. Ông Trọng còn đến 3 năm để ông thực hiện công cuộc đốt lò. Những tấm lưới này ông cứ cho thả đấy, không sớm thì muộn cũng có cá lớn mắc vào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo.de với bản tin răng lưới Hà Nội và Đồng Nai, ông Trọng sẽ tóm ai đây? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo.de